ta mùi nào với đăng kiếm khó thủ.
xa xa con chồm nhà, chứ không có ở liền với nhau, mà có xóm xóm. Cái này chắc cái cổng ranh giới nè. Giới chia ra hai xã, bên đây chắc là núi Tô, bên đây chắc thuộc xã núi Tô, còn bên kia là xã Cô Tô. Ông về trai trong mùi na với đăng kiếm kho thủ เลี้ยงเลี้ยงเคยโตเนาะเคยเลี้ยง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 เล
sau là bình sẽ trồng tham tới trồng bị bị con lúa ăn bàn nhầm nó mà con quýt tàu lúa sốt mang tàu lon từ lâu mới lúc đầu đi ăn dưa nhưng từ lâu tức từ lâu nên ban lại từ lứa ban thay lại yeah. Dự nên nó giữ đâm cục nữa em biết là na cố bơi ca đuổi tiết cái này chắc cũng còn 5.000 hả? Dạ là tám tiền cái này khoai từ này năm nay được 5.000 không có đi không có đi Campuchia được thành thử ra không có giá cái này 5-6 tháng gì đâu làm nuôi khai cái nữa năm nước mưa nước mưa mùa mưa tất nước mưa này nó lâu năm cái tay này có ập thở mót nữa cái này tới 8 tháng 6 từ 6 tháng tới 8 tháng này, năm ngoái là bán không được luôn năm ngoái bán nó 2-3 ngàn người ta không mua năm nay bán được 5.000 chứ bình thường nó giá tới 10.000 tam thom đã bị đập quan chẳng hả nè cô quan môn kia cái này đào trước người ta bán đầu mùa được 10.000 bây giờ còn nửa giá mà hãy cần quy thư mỗi kia ăn anh tho tay tin mà ao ấy đã tua kia mà mấy áp phẩm đã tua cái đấy ờ nở hay nơi không sẽ tiếp ờ thầy còn nữa ngay dân đó mà ti ti trắng lên á mỏ lắm ta cái tiêu mà
Nếu xì xong đồng môi kia chọn bàn mà anh ao dưỡng đọc phần nắng á. Lấy bàn mà cà lô mà anh ký được nhiêu rồi? 4 ngàn. Trời, còn có 4 ngàn nữa. Xong mấy ngày rồi đó. Cái ngày trước 4 rưỡi. Mà hằng nay mình trồng 3 tháng là được rồi cái gì? Ngày 3 tháng à. Còn hàng cũ khoai tự tới 6 năm 6 tháng vậy. Khoai tự trồng mấy tháng ra? 7-8 tháng rồi. Mà hàng kia có 5 ngàn bạc rồi. Anh uống bán được phẻ bán đi nơi bán. Anh ấy bay khai bán chất quạt ba rồi. Tại 5 năm vô sau bán 5 năm vô tập tiên đó. Ừ. Hai ông bà này ngồi giữa ruộng luôn, ngồi giữa ruộng 3 tháng luôn. Thứ hai bà hình như là ngồi đang nghỉ, đang ăn hay vậy.